Anh có kêu nước mà em thích đó. Em uống đi. Mấy ngày nay anh không ăn gì mà anh chỉ uống thôi đúng không? Vậy mà em cũng nhìn ra nữa. Mấy ngày nay anh không yên ngủ gì được. Anh luôn nghĩ về những lỗi lầm của mình. Anh Em sẽ không bao giờ quên được những chuyện vừa xảy ra. Em yêu anh. Nhưng những tổn thương mà anh đã gây ra với em, suốt cuộc đời em cũng sẽ không bao giờ quên được. Sau này em sẽ mãi dằn vặt anh. Mỗi lần cãi nhau với anh, em sẽ đều lôi chuyện này ra để nói. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ giữ anh ở bên cạnh để dằn nhặt anh. Cảm ơn em. Em sẽ cùng anh vượt qua chuyện này. Ngày mai hai đứa mình sẽ đến gặp nhau. Châu đang ở nhà mình. Nhưng mà cô ta tự tới. Anh đổi cách mấy cô ta cũng không chịu đi. Em biết là trong lòng Châu cũng đang còn nhiều lấn cấn lắm, cũng khó mà vượt qua được. Nhưng mà em hy vọng là cô ta sẽ chịu thương lượng với vợ chồng mình. Cô ta biết anh đi gặp em. Vâng nghe. Sao vậy? Châu có sao không? Không cần phải tỏ vẻ quan tâm. Còn anh, người ta còn diễn được nét quan tâm á, anh không diễn được luôn hả? Cô kêu tôi với Dân tới đây làm gì? Muốn gì nói luôn đi. Tôi sẽ buông tha cho anh để cho hai người sống hạnh phúc với nhau. Dĩ nhiên là có điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện này hơi khó. Để xem anh có hy sinh được không. Chỉ cần có buông tha cho vợ chồng tôi, điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi muốn căn nhà của hai người đang sống. Cô bị điên rồi hả?
Tôi cần tiền để nuôi con. Sao? Không được. Nhưng mà căn nhà đó mới trả 60% thôi. Không sao, sang tên cho tôi đi. Tôi sẽ kêu người ra bán liền. Còn nếu anh thấy tiếc quá, có thể tìm mua lại từ người khác. Vậy còn chuyện đứa bé thì sao? Con tôi sẽ tự nuôi. Dù sao cũng là tiền của ảnh mà. Nếu sau này anh thích, anh có thể tới thăm con lúc nào cũng được. Hai người tự suy nghĩ đi. Trả lời sớm, chứ không chờ lâu được đâu. Anh xin lỗi. Khó khăn lắm anh mới cai được thuốc. Anh đừng có hút nữa. Anh biết mà. Anh nghe lời em. Nhưng mà anh căng thẳng quá. Em biết là anh đang căng thẳng. Nhờ mình cũng đâu còn cách nào khác. Anh cứ làm giấy tờ sang tên cho Châu đi. Căn nhà đó là tâm huyết của anh. Anh lựa từng viên gạch, chọn từng món đồ. Chứ gì anh ngu lắm. Anh để nó rơi vào tay người khác. Mọi thứ đến với mình hay là ở lại với mình, nó không còn tùy vào duyên nữa. Chuyện của Châu mà hai vợ chồng mình có cách giải quyết, em thấy cũng đã là may mắn lắm rồi. Đây là món quà anh tặng cho em. Món quà anh tặng cho em không phải là căn nhà hay là tài sản, mà là tình yêu của anh dành cho em. Anh chỉ cần giữ anh cho em là được rồi. Mình sẽ dọn về sống chung với ba má. Ba má cũng lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa, cũng cần người chăm sóc. Còn căn nhà anh cho Châu, anh cứ xem như là anh cho đứa bé. Anh sẽ không còn cảm thấy thiệt thòi gì nữa. Anh cảm ơn anh.
Anh kiểm tra xong rồi đúng không? Giấy tờ hợp lệ. Bây giờ tôi muốn thương lượng với cô về giá. Không cần phải thương lượng gì hết. Cô bán cũng phải để cho người ta trả giá chứ. Sao cô chắc quá vậy? Tôi đã tìm hiểu xung quanh rồi. Căn này là không mắc lắm đâu. Nếu mà anh băn khoăn á, tôi sẽ để cơ hội cho người khác. Được rồi. Ngày mai tôi sẽ mang tiền tới. Sau đó chúng ta làm giấy tờ luôn. Vậy mai gặp anh nha. Chào cô. Mới đây mà đã bán được rồi. Coi bộ em có gian buôn bán về đất lắm đó. Bán giá tốt thì dễ bán thôi. À, anh nói hôm nay sẽ tìm được một cái người muốn bán lô đất lớn. Mà năm nay ngon lành lắm đúng không? Ừ, anh hẹn anh ta 2 giờ. Chắc giờ này cũng sắp tới rồi đó. Mà anh nghe đứa bạn thân giới thiệu nha. Ông này lợi hại lắm. Đụng vô miếng nào là sốt miếng đó. Anh loan chơi suốt ngày. Bạn anh có đáng tin không vậy? Nói gì kỳ vậy? Bạn anh cũng có đứa lo làm ăn mà. Bộ em không tin anh hả? Không tin. Nhưng mà tôi nghĩ anh cũng không dám đâm tôi đâu ha. Khang đúng không? Đi, chào Khang. Tôi Thành nè. Em là... Đừng nói là bạn anh nha. Ủa, em biết anh Thành hả? Chào anh Thành. Đây là Châu, người muốn mua lô đất của anh. Tình cờ quá ha. Tôi không nghĩ là tôi với em gặp nhau ở đây. Tôi là người hay bày mấy cái chuyện tình cờ, cho nên anh đừng nói chuyện tình cờ ở đây với tôi. Ý em nói là tôi cố tình tiếp cận em hả? Tôi không có nói vậy, mà sự thật là vậy á. Ok, chuyện mua đất á, tôi không bàn nữa. Tôi không muốn bán cho người này. Vậy nha. Khoan đã anh ơi, đợi tôi nói cái đã. Em thiệt tình á, sao lại nói vậy với người ta? Anh nghĩ mình là ai đang nổi cáu với tôi hả? Anh biết á, là bình thường em xem thường anh. Em nói anh sao cũng được. Nhưng mà không phải ai cũng chịu được cái tính này của em đâu. Mua không được của người này thì mua người khác, mất gì căng. Em biết cái gì mà nói. Cái miếng đất này là tiềm năng lắm, em biết không hả? Mua được miếng đất này á, mình phân được hơn 10 lô. Chỉ còn bán được 2-3 lô thôi là hoàn lại vốn rồi. Một lời năm đó. Anh biết, em may mắn hơn anh. Em có tài sản như bây giờ, còn anh á thì không. Anh chỉ muốn kiếm một chút đỉnh thôi, để sau này không có phiền tới em, để không coi thường anh nữa. Vậy mà. Thôi đừng giận nữa, em biết rồi. Giờ chỉ cần năn nỉ xin lỗi để mua lại của anh ta là được chứ gì. Thiệt hả? Nhưng mà không biết có thuyết phục được anh ta không nữa. Tại vì thấy anh ta có vẻ hơi khó tính. Có người đàn ông nào mà em không bẻ được. Quan trọng là em chịu bỏ công sức tới đâu thôi. Cũng đúng. Nè, em cố gắng bỏ công nhiều chút xíu nha. Cái miếng đất này á, mình phải lấy cho bằng được. Tôi nhận được tiền hoa hồng rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Có gì đâu mà cảm ơn. Anh em mình á, đôi bên cũng có lợi mà. Tôi không ngờ nha. Tôi không nghĩ á, là con mồi dễ dàng bị dụ đến như vậy. Tự động tìm tới cái hố á, mà anh em mình đào sẵn. Không có dễ dàng như vậy đâu. Tôi phải tốn công sức đào cái hố. Rồi tốn thời gian ngồi chờ. Lại tốn tâm huyết á. Diễn bi đát, dù dụng ta tới nữa mà. Tôi không nghĩ là anh tốn nhiều tâm cơ vậy luôn á. Ủa, mà sao lúc đó tôi thấy là cô ta tin tưởng anh lắm mà. Tin tưởng cái gì? Cô ta chỉ coi tôi như một con chó dãy đuôi quanh cô ta. Mà dù sao cũng là phụ nữ, mà lại là phụ nữ đẹp nữa. Mình làm vậy có hơi quá đáng không ta? Đáng lắm. Anh không biết cô ta xấu xa như thế nào đâu. Cô ta đã hại biết bao nhiêu người. Số tiền mà mình lấy của cô ta cũng là số tiền cô ta cướp trên tay người. Chắc là ngày mai đi xem đất, thế nào cô ta cũng bị vỡ mộng. Vô.
Anh nghĩ mình nên phân 5-20 hay là 4-20? Em nghĩ chị nên phân 4-20 đi. Vì chiều ngang của mình tới 60m thì mình phân được 15 lô. Cái này chị bán càng nhiều lô thì càng nhiều lời. Quyết định vậy đi. Anh ở đây làm cái gì ạ? Tôi tới đây làm việc. Cô cũng đi làm việc của cô đi. Đừng tỏ ra chúng ta quen biết với nhau. Anh làm việc gì ở đây? Đây khu đất trống mà. Đừng nên tới đây thiết kế đo đạc gì nha. Đúng rồi. Tôi là kiến trúc sư mà. Chủ đất thuê tôi tới đây để thiết kế biệt thự. Chứ không rảnh như ai kia. Đa năng việc gì cũng biết làm. Giỏi nhất là lừa lọc người khác. Anh nói khùng nó điên gì vậy? Chủ khu đất này là tôi. Tôi mới là chủ của khu đất này. Cái gì? Ủa chị Châu, sao hôm nay chị đến quán sớm vậy? Em chưa mở cửa mà. Mấy ngày nay em có thấy anh Khang không? Dạ không, lâu lắm rồi em không thấy anh Khang. Vậy là Châu bị lừa hả anh? Ờ. Bọn lừa đảo lừa bán đất cho cổ. Mà chủ đất là người thuê anh đang làm căn biệt thự đó. Tụi nó làm giả giấy tờ hết tất cả luôn. Vậy chắc là mất nhiều tiền đúng không? 8 tỷ. Cô ta dùng hết số tiền mà cổ bán căn nhà của mình. Rồi tiền được chia sau ly hôn nữa. Bây giờ cô ta mất hết, không còn gì cả. Của thiên trả địa mà. Anh cũng đừng nói vậy. Bây giờ Châu đang có thai. Chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chuyện không vui cũng đã qua rồi. Mình cũng đã chấp nhận điều kiện của Châu. Nên anh cũng đừng hằn học hay là khó chịu với cổ nữa. Sau này tụi mình còn cùng nhau chăm sóc đứa bé. Anh mà cứ vậy thì sẽ rất là khó khăn. Anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ không nói vậy nữa. Em gọi cho Châu thử đi. Ừ. Em còn gì ngoài chuyện buồn đau em ơi. Ký ức vốn dĩ cũng chỉ là vài chuyện cũ em vừa qua. Ngày nào còn nắm tay vậy mà tới đây chỉ mình em thôi. Em còn muốn sẽ bên ai. Mộng nhiều quá là do em thôi mà. Càng sau gương mặt mình nhìn thấy môi trời bao dung. Có thể nghe từ em câu chuyện buồn.
Em gọi cho không được. Tự nhiên em có linh cảm không lành. Hình như là Mương chưa có số điện thoại của Châu. Châu chưa có điện thoại. Châu định ít bữa nó đi làm có tiền rồi mới mua điện thoại. Tặng cho nè. Nếu như có quay lại, liệu em sẽ nắm bước hay là nếu em chỉ phải là cho nên em xin về sau mai thôi. Biết chẳng có cách nào để em được không nói đau dài lắm. Em còn muốn sẽ bên ai suốt đời. Nếu như trên đời này chẳng ai muốn nghe em nói tiếng xưa, em nguyện vui dưới cơn mưa thì xưa đời em là anh biết là Châu đang ở đâu vào lúc này đúng không?
Sao ông vô nhà mà lên đây làm gì? Em muốn đứng đây hóng gió một xíu thôi. Anh lo cho em hả? Mỗi khi buồn và tuyệt vọng, em rất là thích nhìn lên bầu trời. Em thấy bầu trời rất là mênh mông. Còn em thì rất là nhỏ bé. Nó làm cho em cảm giác em phải làm cái gì đó. Em phải cố gắng. Hồi lúc ở dưới quê á, mỗi khi mà đau khổ, em phải tìm mấy cái nồi cát thật cao. Em đứng lên, em nhìn lên bầu trời, nhìn xung quanh. Em nghĩ cái bầu trời phía trước của mình sẽ như thế nào. Anh nghĩ xem, nếu như em đứng một nơi thật cao như nơi này, nhảy xuống, thì em có quên hết mọi chuyện không? Nói nhảm nhí gì vậy? Mấy chuyện này không phải đùa giỡn đâu. Sao cũng được. Miễn tới lúc đó, có anh đứng cạnh bên em là được rồi. Dừng lại. Sao cuối cùng cũng là hai người vậy? Chẳng phải hai người ghét tôi lắm sao? Giảng nhân giảng nghĩa ở đây hả? Cháu còn có đứa bé mà. Chẳng lẽ ngay cả con mình mà cháu cũng không thương xót sao? Đứa bé nào? Không còn đứa bé nào ở đây hết.
Cháu nói vậy là sao? Hôm hai người gặp tôi bệnh viện thì đứa bé đã mất rồi. Tôi đã năn nỉ anh quay về đưa tôi đi bệnh viện, nhưng mà cuối cùng anh cũng đâu có quay lại đâu. Đến khi tôi vào bệnh viện thì đứa bé đã chết rồi. Hai người đâu còn gì để vướng bận nữa. Bây giờ đứa bé nó không còn nữa. Giữ tôi lại làm cái gì đi? Nhưng làm gì để làm cái gì? Cháu không thể chết được. Cháu đã gây ra lỗi với bao nhiêu người, chưa trả nợ xong sao cháu có thể chết như vậy được? Cháu là một người tham lam mà. Cháu phải sống, cháu không dễ dàng từ bỏ mọi thứ như vậy được. Mất hết rồi. Cháu đã mất hết tất cả rồi, không còn gì nữa. Cháu mà vẫn biết không phải là một người vậy. Dù có bỏ hết tất cả thì cháu vẫn còn sự kiêu hãnh, nhẫn tâm và sẵn sàng bước tiếp mà. Dự định tiếp theo của Châu sẽ như thế nào? Chưa biết nữa. Châu không định đi tìm hạnh phúc cho mình hả? Hạnh phúc hả? Tất cả những chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng vậy đó. Có thể sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Có thể không? Tôi không hy vọng sẽ gặp lại cô nữa. Nhưng vẫn mong cô tìm được những gì mà cô mong muốn. Nếu như em chẳng phải là trôi.